Kính chào quý anh chị cô bác nha. Hôm nay giới thiệu mấy mẫu dòng mèo cả nhà ơi. Đầu tiên con 20 sen lưỡi cả nhà ơi. Cái này là 4 làng cả nhà nhíp xe nhá. Đó, dây khoảng 5 ly cả nhà. Đấy, mèo nhíp xe 20 sen lưỡi này. Cán 14 sen nhá. Chốt một đinh, đồ keo rất là chắc chắn cả nhà ơi. Đấy. Hôm nay về cả nhà đi vượt đi rừng cho em 280 bao ship nhá. Đó, nhíp xe 280 bao ship này. Cả nhà cứ mẫu này mẫu 25 cả nhà ơi. Mẫu 25 sen, 5 làng rưỡi nha cả nhà. Đó, cái này 6 ly dày dặn. Xe đánh rất kỹ nha nhà. Đó. Chốt một đinh đồ keo. Đó. Con này là 320 bao ship nha cả nhà, 320 bao ship. Đó là mẫu 25 sen. Con mẫu 30 sen này cả nhà. Mẫu 30 sen. Nha để em cái cân kỹ năng lên cho cả nhà nhá. Con này 7 lần rưỡi cả nhà. 7 lần rưỡi nhá. Đó, con này nhíp xe này 30 sen lưỡi này. Con này 350 bao ship nha cả nhà. 350 bao ship. Đó, cán cũng 14 sen. Rất là chắc chắn. Túi đen là kỳ cả nhà ơi, chặt sừng heo, chặt cây, đi rừng, đi phượt, đó, đó cho em nha. Hôm nay là 350 bao ship nha, là 30 sen lưỡi này, đó, có treo đồ bài bản này nha. Con mẫu này mẫu 35 sen này, 35 sen, 30 sen này có mẫu như này này cả nhà, đó, rất đẹp nhá, rất chắc chắn. Đó, mẫu 35 sen là 35 sen lưỡi này cả nhà, dài 35 sen lưỡi, đó, cả nhà muốn nào muốn dài nhá, đây, 35 sen lưỡi, đi rừng đi chặt cây cho em ha, đấy. Hôm nay là 380 bao ship nha cả nhà. 380 bao ship. Màu 25 này có mẫu như này nè cả nhà. Cả nó to hơn một chút. Này nó to hơn cái kẻ 25 này. Nha, ứng mẫu nào đây nha, cứ liên hệ em nha. Comment hoặc là để số điện thoại em sẽ tư vấn. Không cả nhà cứ liên hệ em qua số điện thoại 0328931473, em sẽ tư vấn hỗ trợ Zalo cả nhà. Zalo cũng được nha cả nhà. Đó. Rất nhiều loại nha cả nhà. Đây là alo em ship toàn quốc cả nhà ơi, ship toàn quốc luôn, hàng rất chất lượng rồi. Bye bye, tạm biệt cả nhà nhá, nhiều dụng cụ.